hỏi, bánh hỏi khô giống như bún gì đó nè, nó ngắm mua để về mình luộc bánh hỏi ăn ha. Nó khô giống như vậy, nó giống như miếng vậy đó, giống như bún gì đó. Nó ngắm đang luộc, nó ngắm đang luộc bánh hỏi nè các bạn. Thì cái nào mà nó mềm rồi mình lấy ra thôi, giống như cái này là nó mềm nè, ngon nè. Đây nè, nó ngắm luộc bánh hỏi rồi nè, nó rất là mềm dai, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ làm mỡ hành và nước mắm ăn nhé. Đây là cái buổi ăn sáng của Năng Ấm. Cái này là bánh hỏi khô ha. Bây giờ mình sẽ chét mỡ hành lên. Đến lại phải có chả lụa, thịt heo luộc này nọ. Nhưng mà hiện tại Năng Ấm không có gì hết. Có cái gì trong tủ lạnh thì lấy ra ăn thôi. Đây nãy làm mỡ hành rất là dễ. Bỏ mỡ vô hành xong rồi bỏ microwave. Và đây là cái chén nước mắm có tỏi, rồi tương ớt, đường với lại chanh thôi ha. Bây giờ mình sẽ ăn nhanh gọn không? Có bạn nào thèm không? Sáng hôm nay hai vợ chồng Nắng Ấm đi tới cái khu này để mua bánh ngọt ăn và mua gà bon tròn và đi chợ luôn. Cái khu này khó chỗ đậu xe, nhưng mà cuối cùng cũng đã tìm ra chỗ đậu xe rồi. Cái tiệm bánh ngọt này có rất là nhiều bánh, thì một cái bánh khoảng 2,5 đồng cho tới 5 đồng. Nó có blueberry, có bánh, có strawberry là dâu, rồi có phủ bột lên. Nó cũng không có ngọt quá như bánh Mỹ nhưng mà rất là vừa ăn. Cho nên Nắng Ấm đã mua một cái bánh ngọt crème brûlée về ăn, rồi chồng Nắng Ấm thì mua bánh mì và hai cái bánh ngọt. Chút nữa về Nắng Ấm sẽ khoe với các bạn nha. Hello các bạn. Mình mới đi mua đồ ăn về. Đây là một cái bánh ngọt. Cái này giống như bánh plan vậy đó. Đây nè, nó có này, thôi coi vậy ha. Nó có trái cây trên mà chồng Nắng Ấm làm rớt á. Nó cho mình luôn cái ly, cái này 5 đô luôn. Chút nữa sẽ ăn. John Chicken là gà của Hàn Quốc á, rất là nổi tiếng. Đây, lâu lâu mới ăn đồ chiên. Nắng Ấm không có ăn đồ chiên, nếu mà các bạn biết. Đây, hấp dẫn lắm, rất là ngon. Cái radish nè, chảo trắng ngâm. Và cái này kim chi, họ trộn nè. Cái này bánh mì của chồng Nắng Ấm nhìn rất là hấp dẫn. Bánh mì gà nè, nó hấp dẫn. Chồng của Nắng Ấm ngồi bên này nè, không muốn xuất hiện trên video nhưng mà sẽ ăn cùng nhau. Hôm nay là thứ bảy cho nên hai vợ chồng Nắng Ấm đi ra ngoài và muốn đi mua đồ về ăn á. Và anh đó có mua hai cái bánh ha, cái tiệm bánh mì đó. Cái bánh mì đó là 7 đô và cái này là hai cái bánh ngọt. Một cái nó có blueberry nè, một cái nó dày, thì mỗi cái khoảng 2,5 đồng. Mà không biết có ngon, bây giờ nó em sẽ ăn thử nha. Nhìn đây. Nó chắc là ông không ăn cũng được đâu. Nó chua chua cái mùi chi mà nó lại có cái mùi kim chi vô, nó giống như là mình đang ăn rượu vậy. Thôi chắc ăn nắm ăn sẽ không ăn cái này đâu, mà mốt sẽ không mua này. This is weird. Thì mình ăn ít cái này thôi nè. Ngon, cái này thì ngon, chua chua ngọt ngọt. Năm thở mười thì Nắng Ấm biết ăn đồ cay. Đó. Thời gian rất là giòn, giòn ngọt ngọt cay cay rất là ngon. Đây là cái cánh. Rất là ngon các bạn. Nắng Ấm mới ăn gà xong, bây giờ sẽ thử cái món bánh ngọt này để coi. Không biết nó là bánh flan hay là cái gì. Nó thấy bờ vai bên kia. Ok, bây giờ
Ồ, ở phía trên là cái gì vậy ta? Ở phía trên này không biết đường hay là bánh. Đường mà bỏ quá trời luôn à. Không sao, nước ấm sẽ không có ăn ngọt. Nước ấm sẽ bỏ đường ra ngoài. Đúng của Pháp á. Nè các bạn, thì đừng có ăn cái lớp đường ở trên thôi ha. Rất là béo. Nắng ấm thích ăn béo nhưng mà mình rất là kỵ đường và béo, ăn vừa đủ thôi. Và trên này nó có thêm cái miếng cream trắng, trái cây raspberry, cái trái cây. Bánh này khá là ngon và chả dầu. Cái lớp đường ở trên nhiều lắm, phải dớt nó đi, dớt nó đi đừng ăn miếng á. Ngọt ngọt mềm miệng ngon. Hơi mắc, này 5 đồng quá mắc. Coi con mèo nó ngủ nè, nó ngủ nó dài. Nắng ấm mới ăn xong. Bây giờ thì nắng ấm sẽ dọn dẹp nhà, rửa chén này nọ. Và mình muốn khoe với các bạn, thì nắng ấm nói nếu mà mình làm YouTube nhiều quá đó thì mình sẽ bị stress, nhưng mà lâu lâu làm thì rất là vui, và hiện tại rất là vui, thích làm á. Tại nếu mà mình làm khi mình thích á thì nó rất là vui và nó rất là healthy. Thì hồi nãy nó ngắm có đi chợ rồi có mua nhiều thức ăn, thì biết hôm nay có món gì đặc biệt không? Đây là sầu riêng. Đó. Sầu riêng đông lạnh, cái này là sản phẩm ở đâu? Ồ, cái này là sản phẩm của Thái Lan các bạn ơi. Khi mà sầu riêng mà họ đã xuất khẩu qua Mỹ từ Thái Lan hoặc từ Việt Nam thì chất lượng rất cao. Bây giờ nắng ấm đợi cho sầu riêng này nó giống như nó tan đá xong mình sẽ tắt sầu riêng. Thì lúc mà tắt sầu riêng ăn thử, nắng ấm sẽ quay cho các bạn xem nha. Và mình cũng mua mít. Mít này 4 đô. Đó, một này nhưng mà lấy ra cũng ít miếng. Và một bịch hẹ này 1 đô. Hẹ nhìn lúc ăn sống cũng mít chế. Bịch rau muống này nhỏ xíu à. Cái chợ này nó xa hơn cái chợ gần nhà nắng ấm. Chợ gần nhà nắng ấm lái xe đi 5 phút. Cái bịch bó rau muống nó bự vậy, nó có 3 đồng mà. Còn cái bó rau muống hình như này nó cũng, chợ này thì đi 10 phút mới tới. Thì cái bó rau muống này nhỏ xíu à, mà nó bằng giá. Nhưng mà ở đây thì nó có rất là nhiều phở tươi và bánh canh tươi. Thì nắng ấm mua cái này là đậu hũ 1 đồng rưỡi. Đó, rồi ở đây nó có bán trứng cút. Trứng cút này 1 đồng rưỡi, thì cái này là 3 đồng. Hai cái hộp trứng cút. Và nắng ấm có mua một cái hũ này là cái hũ của Korean đó. Hết hạn là tháng 3 2018. Cái hũ này là cái hũ tương ớt mà mình đã ăn bibimbap này nọ. Nắng ấm thấy cũng rẻ, hình như có 3 đồng thì mua thử. Phải bỏ tủ lạnh nha các bạn. Đây nè. Nè, đó, cái hiệu này để ăn thử ha. Rồi ngoài ra mình có mua 2 trái đu đủ sống để làm gỏi đu đủ. Thì đu đủ thì rất là rẻ, chắc 2 trái này cộng lại chắc cỡ 5 đô Mỹ. À, nắng ấm làm cái này để các bạn nào qua Mỹ thì biết giá ha. Và cái này nhãn 3 đồng 24 cent. Ở dưới miền Nam Cali thì sẽ rẻ hơn. Còn cái này là rau ăn phở 1 đồng 69. Thường thì nắng ấm sẽ không mua, nhưng mà kỳ này nắng ấm mua là để mình lặt hết mấy cái lá, xong cái cây này mình sẽ cắm vô trong cái nước để cho nó mọc rễ rồi mình sẽ trồng. Rồi cái này 1 đồng rưỡi miếng. Miếng nè các bạn. Và một bịch giá này 1 đồng rưỡi. Có thể nấu phở ăn. Và một trái dừa. Trái dừa này cũng là 1 đồng rưỡi, product of Thái Lan. Chúng ta đang ăn sẽ chặt ra ăn. Ra thì có phở tươi nè, một bịch là 1 đồng rưỡi. Phở tươi này rất là ngon, đang ăn đã ăn thử. Chỉ có ở San Jose bán, cái chợ này nó cũng bán.
Dạ, cái này bánh canh tươi, nhiều lúc nấu bánh canh cua thì cũng cỡ 1,5 đồng một bịch như thế này, bánh canh tươi rất là ngon, các bạn chỉ cần bỏ vào nước sẽ thành bánh canh. Đó là những gì Nắng Ấm mua được ở chợ, thì bây giờ Nắng Ấm sẽ đi rửa chén nhé.